Chào các bạn, mình là Sơn và ở trong cái video này thì mình sẽ trình bày một số những điều mà không phải ai cũng biết về ngành công nghệ thông tin. Chào em. Anh có xem qua cái CV của em ấy, em thấy là khá là ấn tượng với những cái thành tích mà em đạt được trong thời gian vừa qua. Bây giờ ấy, anh có một số câu hỏi để mà kiểm chứng lại xem là thời gian vừa qua em học hành thế nào. Một cộng một mấy? Dạ, 1 cộng 1 thì bằng bằng mấy nhỉ? 1 cộng 1 à? 1 cộng 1 bằng 0 ạ. Cái điều thú vị đầu tiên mà mình muốn đề cập đến ở đây đó là ở trong tin học, bởi vì là chỉ có giá trị 1 và 0, thế nên là 1 cộng 1 sẽ bằng bằng 0 nhớ 1. Cái vấn đề thứ hai đó là nhiều thằng bảo là IT gì đó nhàn lắm, ngồi ôm máy tính cả ngày có áp lực gì đâu. Thế thì bạn bảo ngay nó là mày vào mà cốt. Ngành nào thì cũng có cái áp lực của nó. Thậm chí là ngành IT còn nhanh già hơn. Ví dụ như tóc mình này, nó trắng gần hết rồi. Báo chí hay là các cái phương tiện thông tin truyền thông cũng như là các cái trung tâm đào tạo công nghệ thông tin thì tiêm nhiễm này, đầu độc vào trong cái tư tưởng trong tối của bạn đó là ngành công nghệ thông tin học xong ra trường lương cao. Không có chuyện đó đâu. Đúng là lương cao, nhưng mà lương cao với những người xứng đáng. Còn số đông thì các bạn biết rồi đấy. Mình có nghe loáng thoáng ở đâu đó bảo là học IT xong ra làm lương $1,000. Đúng là lương $1,000, nhưng mà nếu mà các bạn ở một cái nước nào đó phát triển, ví dụ như là Nhật hay là Mỹ hay là vân vân, thì có thể $1,000 là điều quá bình thường, thậm chí là $2,000 nó cũng rất là bình thường. Đó là cái mức cơ bản, gọi là thấp, giống như kiểu mà mức lương cơ bản của người dân Việt Nam, của lực lượng lao động là 4 triệu đồng một tháng vậy. Còn các bạn phải nhớ là các bạn đang ở Việt Nam. Dạ. Giời, vâng ạ. Tí nữa con xuống. Hình như mỗi lần về quê là các cái thiết bị điện tử ở trong nhà cũng như là trong nhà hàng xóm này, họ hàng đều thi nhau hỏng hết thì sao ấy. Mà động tí thì lại gọi Sơn ơi. Ví dụ ông bác sang chỉnh cho bác, dò cho bác cái kênh, hay là sửa cho bác cái tivi. Đó. Ông chú thì thằng sửa cho bác cái điện thoại với. Rồi là vân vân ba la, mẹ thì bảo đi sửa mẹ cái máy giặt với lại cái tủ lạnh. Trong cái đó mình có học sửa cái đó đâu. Mình học lập trình, là lập trình đi các bạn. Lập trình nhá. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho bạn bè, anh chị em. Đó là mình biết hack Facebook. Ok.